bạn đến với kênh xe đạp của trang web xe đạp Hải Phòng .com. Đợt này mình về rất là nhiều xe touring thương hiệu Jante, và một trong những con đó thì là con CS3002. Trong những video trước thì mình đã giới thiệu với các bạn chiếc xe CS3002 màu xanh, và trong cái lô này đợt này thì có thêm một chiếc CS3002 màu mỡ gà rất là đẹp. Chiếc xe này mà mình thấy là phải còn khoảng hơn 90%. Các bạn nhìn nước sơn nguyên bản rất là mới, chỉ còn xước một vài chỗ còn đâu là hầu như là rất là nguyên bản. Xe ra thương hiệu Jante CS3002. Về cái thương hiệu này thì các bạn có thể lên mạng check search cái tên này và cái model này để biết thêm thông tin chi tiết tại nước ngoài, tại nước Nhật Bản. Xe này có size là 43 cm hoặc là 430 mm. Thì xe này là thuộc dạng size S. Thì xe này sẽ phù hợp với chiều cao của cái người đạp tầm khoảng từ 1m6 đến 1m75 là phù hợp, và được đề chữ Made in Taiwan. Là tại vì như các bạn biết là cái nhà máy chính hãng của thương hiệu Giant là ở bên Đài Loan, Trung Quốc, ở bên Đài Loan, nhưng mà là được sản xuất dưới cái công nghệ và cái tiêu chuẩn của Mỹ. Xe, tất cả xe Giant thì hầu như là bằng khung nhôm cao cấp, cực kỳ cao cấp và chất lượng cực tốt. Đã qua sử dụng tại thị trường Nhật nên có một cái số tem tiếng Nhật như ở đây, các bạn thấy nhìn đấy. Xe này là dòng xe touring nên là cũng như thường lệ được trang bị bánh 700C, vành Alex Zim hai lớp cực kỳ chắc chắn. Nó sẽ cứng hơn so với vành một lớp, và đũa bằng inox. Giảm sóc là SR Santur, một cái hãng giảm sóc mà khá là tốt của xe bãi. Lốp thì con này cũng theo mình đánh giá là cũng còn khá mới, lốp CBA quả là 700x35. Riêng đối với chiếc xe này thì mình thấy là hãng còn nguyên một cái bộ chắn bùn của xe bên kia sử dụng mang về. Chắn bùn thì bằng nhựa cực nhẹ mà giúp cho trọng lượng của chiếc xe nó nhẹ hơn. Xe được trang bị bộ tay chuyển số là SRAM, tay phanh Techo, bộ tay chuyển số SRAM này. Cồn bát hiệu Jante Giant này. Và tất cả chiếc xe còn khá là nguyên bản, yên rất là êm. Và xe được trang bị 3 đĩa 7 lít, bộ chuyển động Shimano Antut. Bộ chuyển động Shimano Antut này thì như mình đã có một cái video mà đánh giá các cái bộ chuyển động của xe đạp thể thao thông thường, thì Antut là một cái bộ chuyển động khá là tốt trong cái phân khúc mà xe trung bình, xe bình dân dưới 10 triệu thì cái bộ Antut này được đánh giá là cực kỳ tốt. Đi kèm với bộ chuyển động Antut thì là gồm 3 đĩa và 7 líp. Chúng ta sẽ có 21 tốc độ cho chiếc xe này. Theo như mình đánh giá thì cái chiếc xe này là cực mới. Để mà nói là xe bãi thì đây là cực mới. Nó khoảng hơn 90%. Rất là mới, từ nước sơn cho đến vành bánh và cái độ bon và cái độ nhạy chuyển số thì rất là tốt. Đấy, như các bạn thấy là chuyển số rất là nhẹ nhàng và êm ái, rất nhạy. Chiếc xe này được bán ở cửa hàng mình với giá khoảng gần 6 triệu đồng. Nếu mà các bạn muốn biết giá chính xác thì hãy liên hệ với mình qua số điện thoại mình để ở dưới video đeo. Và nếu mà các bạn quan tâm đến xe đạp thể thao thì hãy ấn đăng ký kênh để cập nhật những video mới nhất về xe đạp và các cách sửa chữa, hướng dẫn sử dụng. Các bạn hãy like video để ủng hộ.
mình làm những video tiếp theo, bởi vì là mình đã tắt hoàn toàn quảng cáo trên YouTube để không làm phiền các bạn trải nghiệm video của kênh mình. Xin cảm ơn các bạn đã xem video, hẹn gặp lại các bạn ở những video sau.